Chương thứ 19. Lại vài ba ngày đêm nữa qua, tôi nghĩ rằng có thể nói là mấy ngày đêm đó trôi qua, lướt qua một cách yên tĩnh, êm dịu và nên thơ nữa. Đây này, chúng tôi đã qua những ngày giờ đó như thế này. Con sông vừa to vừa rộng, có chỗ đến một dặm, dặm rưỡi. Chúng tôi đêm đi ngày tìm chỗ kín ngủ. Cứ gần hết đêm thì thôi không trèo, tìm chỗ nước lặng ở gần cái khe nào đó, buộc bè lại, rồi chặt một ít cành cây bông dại hay cành liễu phủ lên bè. Thả dây câu xuống, nhảy xuống sông tắm cho mát mẻ tỉnh táo con người, rồi ngồi chờ ở một bãi cát nào đó nước sâu đến đầu gối. Chờ ánh sáng ban ngày đến, chung quanh không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Hình như khắp cả thế giới đều ngủ, có lẽ thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ếch ương kêu. Vật đầu tiên trông thấy ở bên kia mặt nước chỉ là một rặng cây dài, im lặng, không thể thấy gì khác. Rồi một mảnh nhàn nhạt trên nền trời, mảnh nhàn nhạt đó tỏa dần ra, dòng sông cũng như rộng thêm ra, không còn là đen nữa, mà là xám xám. Xa xa có thể thấy những chấm đen trôi xuôi, trôi mãi, những chiếc thuyền buôn hay gì đó, những vật đen dài là những chiếc bè gỗ. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng mái chèo vỗ nước hay tiếng nói lao sao. Yên tĩnh quá nên tiếng vang càng đi xa. Chốc chốc lại thấy một vệt trên mặt nước. Nhìn kỹ cái vệt có thể nhận ra ngay, đó là một cái cây đã bị nhổ bật rễ, cuốn trôi đi, thành thử trông như vậy. Rồi sương mù cuộn tròn thành từng cuộn trên mặt nước. Phía đông trở bắt đầu hừng đỏ, rồi đến sông và có thể thấy chiếc lều gỗ ở ven rừng phía bên kia. Có lẽ là một cái lán gỗ gì đó. Nếu như ngờ là trong đó có gì thì có thể cho một con chó vào đấy mà sục. Rồi gió lành lạnh thổi vào người, nghe man mát êm dịu, thơm thơm mùi gỗ và hoa rừng. Nhưng cũng có khi không thế, trái lại có mùi cá chết quanh đó xông lên tanh nồng. Sau đó trời sáng hẳn, mọi vật đều như cười vui dưới nắng và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, dù có một chút khói bay lên cũng không ai thấy. Chúng tôi nhắc vài con cá ở đầu dây lên làm một bữa ăn sáng nóng sốt. Rồi chúng tôi lại ngồi nhìn dòng sông vắng vẻ. Người đã bắt đầu mệt mỏi, chúng tôi lăn ra ngủ. Chốc chốc lại chợt tỉnh dậy, ngó ra ngoài xem có gì. Có lẽ là một chiếc tàu đang lụ khụ leo ngược dòng sông ở tít bận bờ bên kia. Nhìn xa không thể nói rằng đó là tàu có chân vịt đằng sau hay có guồng ở hai bên nách nữa. Rồi một giờ đồng hồ nữa trôi qua, chẳng có gì mà xem, mà nghe, chỉ là vắng lặng. Lát sau có một chiếc bè trôi qua ở mé ngoài. Có lẽ trên bè có một thằng cha nào đang bổ củi, vì họ thường hay bổ củi ngay trên bè. Từ trong này nhìn ra có thể thấy cái rìu loáng dơ lên và giáng xuống. Đúng lúc cái rìu đưa lên quá đầu anh ta, lại nghe kịch một cái. Tiếng vang phải mất đi một lúc trên mặt nước, rồi mới đến tai mình. Chúng tôi nằm ườn ra, lắng nghe, yên tĩnh trở lại. Có một lần sương mù phủ dày đặc, thuyền bè qua lại phải gõ keng keng vào song chảo để cho tàu thủy khỏi đâm phải. Một chiếc phà hay bè gì đó đi qua chỗ chúng tôi gần sát đến nỗi chúng tôi nghe rõ cả tiếng họ nói chuyện, văng tục, cười vang, rõ mồn một. Tuy chẳng nhìn thấy gì, cứ như bị bưng mặt. Lúc ấy thật là giống như tiếng ma đi lờn vờn trong không gian mà qua đó. Jim bảo có lẽ là ma thật đấy. Tôi nói không đâu, nếu là ma thì nó đã chả nói sương mù tan đi. Rồi chẳng bao lâu nữa lại đến đêm và chúng tôi lại ra đi. Bè ra đến giữa sông rồi, chúng tôi để mặc cho nó trôi, kệ cho dòng nước đưa tới đâu thì tới. Chúng tôi châm thuốc hút, thả chân xuống nước khuấy khuấy, nói đủ các chuyện. Suốt ngày suốt đêm chúng tôi chỉ cởi trần, mũi cũng mặc. Cái bộ quần áo mà gia đình bà Bốc may cho tôi đẹp quá, thành ra mà không thuận tiện. Và lại tôi cũng không để ý đến quần áo lắm đâu. Đôi khi thấy như cả con sông này thuộc về chúng tôi. Nhìn có mặt nước xa xa bên kia là bờ sông và đảo. Và có lẽ là một ánh lửa, một ngọn đèn nến trong khung cửa sổ. Có khi trên mặt nước cũng có một vài ánh lửa nữa. Đó là đèn trên bè hay trên phà. Và có lẽ lại được nghe cả tiếng đàn vĩ cầm hay tiếng hát vọng ra. Sống trên một chiếc bè hay chiếc mảng thú vị biết bao nhiêu. Trên đầu chúng tôi chỉ có trời cao, lốm đốm những vì sao. Và chúng tôi thường nằm ngửa nhìn lên trời, bàn cãi với nhau, không biết rằng những ngôi sao đó là do ai làm ra hay tự nó có như thế. Jim thì bảo là có ai làm ra đấy. Tôi thì bảo là tự nó có. Tôi bảo nếu mà làm ra nhiều sao như vậy thì chắc phải mất nhiều ngày giờ lắm.
Jim bảo, đó là ông Trăng, ông ấy đẻ ra những ngôi sao kia chứ. Ừ, nghe cũng có lý, nên tôi cũng không thể nói gì để bác cái lý thuyết đó. Và vì tôi cũng đã trông thấy con ếch nó đẻ được nhiều lắm như vậy, thì cũng có thể là do ông Trăng đẻ ra những ngôi sao ấy chứ. Chúng tôi lại hay nhìn cả sao xa nữa, nhìn theo những vệt của nó chạy dài xuống chân trời. Jim bảo, đó là những ngôi sao hư hỏng, bay lìa khỏi tổ. Một vài lần vào giờ tối đen, chúng tôi gặp tàu thủy đi qua. Thỉnh thoảng nó lại phụt ra cả một bầu trời đầy những tia lửa từ ống khói. Rồi những tia lửa ấy rơi như mưa xuống sông, trông đẹp vô cùng. Rồi nó rẽ về một phía khác, ánh sáng lấp lánh của nó mờ dần, tiếng ùng ục của nó cũng ắng đi, và dòng sông lại trở lại im lặng. Một lát sau, khi chiếc tàu đã đi xa, sóng của nó mới tới chỗ chúng tôi, làm dập dềnh cái bè đôi chút. Rồi thì chẳng nghe thấy gì, mà cũng không thể nói được bao lâu. Có lẽ trừ ra chỉ có vài tiếng ếch nhái hay vật gì đó thôi. Quá nửa đêm, dân ở hai bên bờ đã ngủ. Hai bờ sông lại tối om đến vài ba tiếng đồng hồ. Trong những khung cửa sổ không còn ánh lửa, nhưng ánh lửa ấy chính là đồng hồ của chúng tôi. Khi ánh lửa đầu tiên hiện lên, đó là báo hiệu trời sắp sáng. Thế là chúng tôi tìm chỗ giấu và lại buộc bè ngay. Một buổi sáng, vào lúc mặt trời vừa mọc, tôi vớ được một chiếc xuồng, trèo qua một chỗ nước chảy xiết để đi lên bờ chính. Chỉ cách đó vài trăm thước, rồi trèo quá lên giữa chừng một dặm, đến chỗ bụi cây gần một khu rừng thông, xem có kiếm được ít quả dâu nào chăng. Tôi vừa đi đến một chỗ hẻm, chỉ bằng lối cho bò đi qua, thì bỗng có hai người ở đâu từ trong con đường đó chạy sộc ra. Tôi nghĩ bụng, thôi thế này thì nguy rồi, bởi nếu như có ai đi tìm ai ở đây thì cũng chỉ là tôi hay Jim mà thôi. Tôi đang sắp chuồn thì mấy người kia đã chạy tới gần, gọi tôi và nhờ tôi cứu họ. Họ bảo, họ có làm gì lên tội đâu, thế mà người ta đuổi bắt. Dự bảo là sắp có người, có chó đuổi đến bây giờ. Họ muốn nhảy ngay vào chiếc xuồng của tôi, nhưng tôi nói, ấy chứ đừng làm thế, tôi đã nghe thấy tiếng chó tiếng ngựa gì đâu, cỡ ông có đủ thì giờ chui qua cái bụi kia, theo con đường nhỏ đi lần xuống nước, lội vòng sang đây hãy xuống xuồng, như thế, chó nó mới không đánh hơi được. Họ làm theo, tôi chờ họ vừa bước lên xuồng là tôi trèo thật nhanh, quay về chỗ chúng tôi giấu bè. Khoảng 5-10 phút sau, thì nghe thấy tiếng chó, tiếng người, vừa sủa vừa la hét. Chúng tôi nghe thấy đám người kia đã tới bụi cây, nhưng không nhìn thấy họ. Hình như họ dừng lại, sục sạo xung quanh. Chúng tôi đi càng xa và không nghe thấy gì nữa. Đi được một quãng đến gần một dặm khuất rừng và ra đến sông lớn thì mọi thứ đều yên tĩnh. Chúng tôi rẽ vào cái khe rồi nấp vào đám ruộng bông, và thế là hoàn toàn yên tâm. Một người chắc 70 tuổi hay hơn, đầu hói và tóc mai đã bạc. Lão ta có một chiếc mũ rộng vành đá cũ, một chiếc áo lót màu xanh xám, một cái quần màu xanh cũ rách, đầu ống quần nhét vào cổ giày. Trên tay lão ta khoác một chiếc áo ngoài có đuôi màu xanh, có khuy đồng óng ánh. Cả hai người đều đeo bị vừa to vừa nặng và bẩn nữa. Còn người kia chạc 30 tuổi, ăn mặc tầm thường. Ăn sáng xong chúng tôi nằm nghỉ, nói chuyện. Và cái đầu tiên là bây giờ mới vỡ lẽ ra hai người kia không ai biết ai. Lão già hói đầu bảo anh kia, anh có chuyện gì mà chạy trốn thế? Tôi đang bán một thứ hàng dùng để làm cho mất những vết đen cáu bẩn ở răng, nhưng không làm mất được vết đen lại là mất cả men răng. Tôi nán lại ở thêm một đêm nữa, đang định chuồn thì giữa đường bắt gặp ông đang chạy về phía này. Ông bảo tôi là họ đang đến và ông nhờ tôi giúp ông trốn đi. Tôi mới bảo ông rằng chính tôi cũng đang sắp có tai vạ, thế là tôi cùng ông chạy đấy chứ, đầu đuôi có thế thôi. Thế ông có chuyện gì? Tôi à, tôi đang làm một trò quảng cáo để bỏ rượu, làm đến một tuần lễ và ai cũng thích, nhất là đám đàn bà thích lắm. Làm cái trò này cũng phát tài, đây nhá, vào xem cứ tính mỗi người một hào, trẻ con và da đen không mất tiền. Mỗi tối cũng được đến 5-6 đô la, trò này đang có cơ phất thì bỗng đêm qua có người đi nói rằng tôi chỉ bịp và chính tôi vẫn ngấm ngầm bán rượu. Sáng nay có một tên da đen đến lay tôi dậy bảo người ta đang lặng lẽ tập hợp lại đem chó và ngựa đi bắt tôi về trừng trị, có thể đánh tôi một trận đau, rồi lại bôi hắc in lên đầu, nhổ hết râu tóc và đem tôi lăn trên đường sắt cũng chưa biết chừng. Tôi chả kịp ăn sáng gì mà cũng không còn đói được nữa. Người kia nói, ông bạn già ơi, tôi tính có lẽ hai chúng ta có thể cùng làm ăn với nhau được đấy, ông nghĩ thế nào? Tôi thì dễ thôi, nhưng anh làm nghề gì? In báo, đó là nghề chính của tôi, thỉnh thoảng chế tạo vài thứ thuốc men. Diễn viên sân khấu chuyên về ngành bi kịch, ông biết không? Cũng có khi thuận tiện thì xoay ra nghề thôi miên hoặc chữa bệnh thần kinh, mà đổi nghề nữa thì dạy hát, dạy địa lý, có khi làm vai bác cuộc diễn thuyết. Ồ, tôi làm nhiều thứ lắm, có cái gì làm cái đấy, cho nên cũng không làm cái gì lâu. Thế còn ông thì sống bằng gì?
Trong đời tôi đã quá nhiều lần làm bác sĩ, cái chính là sống hai bàn tay này, chữa bệnh ung thư, bại liệt, những loại như thế. Nhưng khi có người nào khám phá ra sự thật thì cũng khó kiêm ăn đấy. Còn ngoài ra thì đi thuyết giáo, họp trại, giảng đạo. Đến một lúc sau không ai nói gì nữa, rồi người trẻ tuổi hơn thở dài một cái nói: trời ơi! Lão già hói đầu hỏi: cái gì mà trời ơi? Tôi nghĩ rằng mình cứ phải sống để mà sống cái cuộc đời như thế này mãi, rồi để bị mất dần cái phẩm giá của mình, đi giữa những người đồng loại thế này sao? Nói xong, đưa chiếc khăn lên chấm chấm vào kẽ mắt. Lão già lại hỏi với giọng ra vẻ đàn anh: khổ, tội nghiệp, thế những người cùng đi với anh có tốt lắm không? Có, họ đối đãi với tôi cũng khá, có thể chịu được. Và lại có ai dám hạ thấp tôi được trong khi tôi cứ thế? Chỉ có tôi tự hạ thấp tôi. Tôi không trách các người đâu, tôi không trách ai cả, tôi chịu hết. Mà kệ cho cái sự đời lạnh lùng này nó dẫn tới chỗ đào đau khổ nhất thì dẫn. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là sẽ có một nấm mồ đợi tôi ở đâu đó. Kệ chứ, sự đời cứ việc diễn ra như nó vẫn diễn ra từ trước đến nay đi, rồi cướp tất cả mọi thứ của tôi đi, những người thân yêu, gia sản, tất cả. Nhưng mà nó cướp thế nào được nấm mồ ấy chứ? Một ngày kia tôi sẽ nhắm mắt nằm xuống quên hết mọi thứ, và trái tim đau khổ đã tan vỡ của tôi sẽ được nghỉ ngơi. Nói rồi anh ta lại lau nước mắt. Lão già hói đầu nói: thôi, đừng nói đến trái tim của anh nữa. Anh nói cái trái tim đau khổ tan vỡ ấy của anh với chúng tôi đây để làm gì đây? Chúng tôi có làm gì anh đâu. Không, tôi biết các người không làm gì. Tôi có trách các người đâu, hỡi các người thượng lưu. Đó là tự tôi hạ tôi xuống mà thôi. Phải, chính tôi đã tự hạ mình xuống. Đúng, tôi sẽ chịu lấy. Đúng lắm, tôi sẽ không hề phàn nàn chi. Hạ anh xuống? Ở chỗ nào, ở đâu mà anh bị hạ xuống? Ôi, chắc các người sẽ không tin tôi đâu, mọi người chẳng bao giờ tin tôi đâu. Nhưng thôi mặc nó, chẳng sao, cái bí mật của việc tôi sinh ra ở đời. Cái bí mật của anh sinh ra ở đời? Có phải anh định nói là... Các ngài ơi, anh ta nói một cách trịnh trọng, tôi sẽ tiết lộ cái đó ra cho các ngài biết, vì tôi đã cảm thấy rằng tôi có thể tin được ở các ngài. Chính tôi đây là một ông quật công. Ngay đến đó dìm chố mắt ra nhìn, và hình như tôi cũng vậy. Rồi lão già đầu hói nói: bậy, sao lại có chuyện thế được? Vâng, ông cụ thân sinh ra tôi, ông tôi chính là người con cả của công tước Bridgewater, chạy trốn đến xứ này vào khoảng cuối thế kỷ trước, được thở cái không khí trong lành của tự do, rồi lấy vợ ở đấy chết đi, để lại một đứa con. Và khi ấy ông thân sinh ra cụ tôi cũng chết một lúc. Người con thứ hai của vị công tước kế đó thừa hưởng cái chức vị ấy cùng với tất cả tài sản. Nhưng còn cái người con nhỏ tuổi mà là công tước thật sự kia thì lại không ai biết đến. Chính tôi đây lại là con đẻ của người con nhỏ tuổi ấy. Tôi chính là quận công Bridgewater vậy. Ấy thế mà bây giờ tôi đây thảm hại thế này, bị tước bỏ cái chức vị cao quý, bị người ta xua đuổi, bị đời lạnh lùng khinh rẻ, cuộc đời rách rưới lang thang đau đớn, bị hạ xuống cái thế cùng, phải đánh bạn với những người khốn khổ ở trên một cái bè gỗ thế này đây. Jim lấy làm thương hại anh ta lắm. Tôi cũng vậy, chúng tôi định tìm cách an ủi, nhưng anh ta nói an ủi làm gì, vô ích. Không ai có thể an ủi anh ta được. Anh ta lại bảo rằng nếu như chúng tôi muốn thừa nhận anh ta như thế thì còn tốt hơn là bất cứ thứ gì khác. Chúng tôi bảo được, chúng tôi thừa nhận. Nhưng thừa nhận thế nào thì anh ta phải nói cho biết. Anh ta bảo mỗi khi chúng tôi nói chuyện với anh ta thì phải nghiêng mình chào và nói thưa đức ông hay là thưa bề trên, vân vân. Và nếu như chúng tôi gọi anh ta bằng cả cái tên Bridgewater thì cũng không sao, và nói rằng cái tên đó dù sao cũng chỉ là danh vị chứ không phải là tên. Và lại bảo rằng một người trong chúng tôi phải đứng hầu ở bên khi anh ta ăn uống, phải làm tất cả những việc gì nhỏ nhặt mà anh ta muốn. Tưởng gì chứ tất cả những cái đó cũng dễ thôi, chúng tôi nghe theo được. Suốt cả bữa trưa Jim đứng quanh đó hầu anh ta và nói đức ông có dùng cái này dùng cái kia không, vân vân. Và rõ ràng là thấy anh ta khoái lắm. Nhưng còn lão già thì im lặng không nói, là không có cái gì để nói, và coi vẻ như không bằng lòng lắm với tất cả những điệu bộ diễn ra chung quanh anh quận công kia. Hình như lão ta đang nghĩ gì ấy trong đầu. Vì thế đến cuối buổi chiều, lão nói: này Bridgewater, tôi lấy làm tiếc cho anh, nhưng anh không phải là người độc nhất gặp những khó khăn như vậy đâu. Không phải ư? Không, không phải đâu. Anh không phải là người độc nhất đã bị người ta nhầm lẫn, kéo tụt xuống khỏi một cái địa vị cao đâu.
Trời ơi, không không, anh không phải là người độc nhất có cái bí mật về chuyện mình ra đời đâu. Nói đến đó, lão ta bắt đầu khóc một cách trịnh trọng. Khoan, ông định nói thế nào? Big Water, tôi có thể tin anh được không? Lão ta hỏi, giọng còn nức nở. Tôi thề chết không để hở cho ai biết chuyện này. Anh kia cầm tay lão này nắm chặt rồi nói tiếp. Ông nói đi, nói cái bí mật của đời ông đi, nói đi. Big Water, tôi là vị hoàng thái tử cuối cùng đây. Lần này cả Jim và tôi đều mở to mắt ra nhìn sửng sốt. Anh quận công hỏi, ông là cái gì cơ? Phải anh bạn ạ, đúng đấy. Chính lúc này mắt anh đang nhìn vào vị hoàng thái tử tội nghiệp bị mất tích đây, Louis thứ 17, con của Louis thứ 16 và Marie Antoinette đây. Chính ông ư? Đã bằng nay tuổi rồi ư? Không, chắc ông định nói là Charlemagne cuối cùng nào ấy chứ. Và ít ra cũng phải đến 600-700 tuổi chứ. Vì chứng quá gian nan đấy, Bickerwater, vì quá cực khổ đấy, gian khổ đã đem đến cho tôi những sợi tóc bạc này với cái đầu hói này. Phải các ngài ạ, à, các ngài đang thấy trước mặt các ngài đây, bận đồ vải xanh và khốn khổ thế này, kẻ bị lang thang đầy đọa, bị trà đạp và đau đớn này chính là vua nước Pháp đấy. Rồi lão ta cứ khóc, khóc mãi, khiến tôi và Jim không biết làm sao. Chúng tôi ân hận quá, lại cũng vui lòng hãnh diện vì có lão ta đến đây với chúng tôi. Thế là chúng tôi bước đến tìm cách an ủi lão ta như đã an ủi anh quận công lúc trước. Nhưng lão nói rằng an ủi cũng vô ích, chẳng có gì an ủi được lão hết, và ngay đến chết cũng thế thôi. Lão nói rằng đôi khi có thể cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn nếu như người ta đối đãi với lão cho đúng với chức vị của lão, như quỳ một bên gối xuống khi nói với lão, bao giờ cũng xưng hô thưa hoàng thượng, rồi đứng hầu bên cạnh lão khi lão ăn uống, và trước mặt lão không được ngồi nếu lão không cho phép. Thế là Jim với tôi lại phải xưng hô lão ta là hoàng thượng, làm cái này cái khác cho lão, và cứ phải đứng mãi khi nào lão cho phép mới được ngồi. Cái đó làm lão ta khoái lắm, tỏ ra rất vui vẻ và thú vị. Nhưng anh quận công hơi buồn, như không thích tí nào về chuyện này. Dù thế nào, lão vua vẫn tỏ ra thân thiện với anh quận công. Lão nói rằng ông cụ thân sinh ra ông anh quận công với tất cả dòng công tước Bickerwater đều được vua cha của lão ta tưởng đến và vẫn được vời vào cung điện luôn. Nhưng anh quận công có vẻ như phẫn uất. Sau lão vua lại nói, hãy cứ coi như chúng ta chẳng ở cùng với nhau trên cái bè gỗ này bao lâu nữa, Bickerwater ạ. Vậy thì việc chi mà buồn, chỉ càng làm cho bớt thú vị thôi. Tôi sinh ra không phải là quận công, đâu phải lỗi tại tôi. Anh sinh ra không phải là vua, đâu phải lỗi tại anh. Thế thì nghĩ ngợi làm gì? Thấy việc đời thế nào hãy cứ cố gắng tô điểm nó lên. Tôi thấy luôn lấy đó làm câu răn mình. Nếu như chúng ta lạc loài đến đây thì cũng không phải là điều xấu. Vẫn đầy đủ cái ăn và đời sống dễ chịu đấy sao? Thôi, ta bắt tay nhau đi anh quận công, ta hãy đối với nhau như bạn đi. Anh quận công chìa tay ra bắt, tôi và Diêm thấy thế cũng mừng. Cái đó làm cho không khí đang nặng nề tiêu tan đi, và chúng tôi thấy như vậy thật tốt. Vì ở trên bè mảng với nhau, có sự không thân thiện với nhau như thế là một chuyện rất khổ tâm. Thứ nhất là cần phải ai cũng vui lòng, ai cũng thẳng thắn và tốt với nhau cũng được. Chẳng bao lâu thì tôi hiểu ngay rằng hai thằng cha nói láo kia không phải là vua mà cũng chẳng phải quận công, mà chỉ là hai tên hèn mà chuyên đi lừa đảo ăn cắp. Nhưng tôi không hề nói gì, cũng không tỏ ra thế nào, chỉ nén bụng mà chịu. Và đó là cách tốt nhất, vì như vậy không xảy ra cãi cọ, cũng không gây ra chuyện gì lôi thôi. Nếu hai thằng cha đó lúc nào cũng muốn chúng tôi gọi là vua, quận công thì tôi cũng không phản đối, cứ giữ như vậy cho nó yên ổn trong gia đình. Mà tôi nghĩ là nó cho Jim biết cái đó cũng chẳng ích gì, nên tôi không nói. Nếu như tôi không học được cái gì khác của bố tôi, thì ở đây tôi đã học được một cái là sống chung với những thứ người thế này, và cứ để mặc cho họ muốn thế nào tùy họ. VTC Now.